Bây giờ chúng ta sẽ vào insert. Insert nha. Bạn vào insert này. Các bạn chọn cho thầy shape là hình, các loại hình và đường. Chúng ta chọn line cho thầy nha, line đây cũng được. Line đây cũng được. Chúng ta kể cho thầy một dòng chữ sau dưới này, à, một hàng này. Được chưa? Nhưng mà khi kẻ ra thì nó format là màu xanh thì chúng ta chuyển sang màu đen. Chuyển sang màu đen. Sau đó các bạn nhấp chuột phải cho thầy. Đó. Nó hiện lên cái menu chúng ta chọn là format shape. Format shape. Thế thì trong cái phần menu line là đường, còn phim là màu tô thì chúng ta chọn line là để cho cái đường này. Các bạn chọn cho thầy kiểu đường nét chấm. Đấy. Width là độ dày của đường. Đấy, chúng ta cho tăng lên một chút. Đấy, cả lớp thấy thầy là chèn xong cái dòng chấm chưa? Alo cả lớp. Rồi ạ. Rồi nhá. Thế là chúng ta biết làm cho hai phần. Đó. Số này, ngày tháng, vân vân. Thì chúng ta lúc này bắt đầu các em mới làm cái việc như sau. Các em chọn cho thầy vào góc phải phía góc trái phía trên. Thì khi nhấp vào đấy nó hiện ra một cái menu biểu tượng hình ô dấu cộng như này, cũng giống như chỗ này nhá. Đấy. Chúng ta chọn cho thầy no border. Đấy, no border thì lúc đó cái đường viền của cái bảng của chúng ta sẽ mất và khi in ra nó sẽ không xuất hiện nữa. Việc bây giờ là chúng ta làm số và ngày tháng là chúng ta sử dụng tag. Đấy, thầy hướng dẫn rất là kỹ nhá. Sau khi trình bày xong cái này xong thì chúng ta chuyển vào đây. Chuyển vào đây. Chúng ta sẽ cho số nó đến đây. Đấy, ta tab tí nữa ta kéo ta sửa sau. Ta chọn tab trái đến tab phải hay tab trái đến đây cũng được nhá. Thầy chọn tab phải đến đây. Rồi bây giờ thầy sử dụng cái này. Thầy chọn số 2, thầy đặt set. Rồi thầy ghi số. Đấy, tab đến đây. Thế thì chúng ta thấy là chúng ta đã trình bày được cái số đến đây rồi. Việc tiếp theo của các em là chúng ta phải format cái văn bản này sang tham mưu command. Chúng ta chọn cho thầy. Ở đây người ta dùng dùng loại không chân cái gì, người ta dùng cái này, dùng cái này là không chân, chữ không chân. Chữ không chân là chữ nó không có giống như ở trên này. Trên này là nó có chân. Đấy, các em nhìn thấy nó có chân chữ nhé. Còn chỗ này là nó không có. À, các em có thể tab, các em có thể là cách ra một tí để cho nó vào đây. Rồi đến chỗ này là ngày tháng thì thầy lại kéo cái tab đến đây, tab đến đây, đến đây là một này. Đó, đến đây thì chúng ta tab sang không có gì. Và bây giờ bước nữa là chúng ta để cái con tab nữa, thêm một con nữa đến đây. Đấy, sau đó chúng ta phẩy ngày. Các em lại vào đây, các em đặt tab. Cái này thì chúng ta đặt không. Đến cái đây thì chúng ta đặt số 2. Set. Ok. Và các em ấn tab thì nó chạy đến đây. Chúng ta phẩy ngày. Kệ nó nhá, ta format nó đi. Đấy, ta có thể là cho nó vào này.
Rồi, chúng ta đặt nghiêm chữ. Nghiêm chữ. Đó. Xong rồi các em 4 tháng thì các em lại đến đây. Đặt nó một cái đến đây. Đó, xong rồi chúng ta ưa áng chừng cái ngày, à cái tháng chúng ta đặt đến đây đến năm. Năm và chúng ta kết thúc năm. Đó, thì chúng ta sẽ đặt vào đây. Đó. Các em thấy là cái giữa là không, cái này có xét, cái này có xét, cái này có xét, ok, ngày này, đó, xong chúng ta tháng, kệ nó nhé, đó, xong chúng ta đến năm, đó. Và ở cái này các em kéo dịch nó năm tí. Thế là chúng ta đã làm được, ta bỏ cái này là chữ thường thôi. Đó, chỗ này chúng ta năm. Các em nhìn thấy là chỗ này chúng ta đã làm đúng như mẫu của người ta. Còn chỗ này và các em muốn nó gần lại thì các em tụt nó lại một tí nhé. Đó. Rồi bây giờ xuống dòng dưới. Công văn tài trình. Lúc này chúng ta chọn tab để xóa hết đi. Đến đây các em chọn cho thầy là xóa hết. Ok. Đó, và chúng ta chọn ở giữa. Chúng ta ghi là công văn giải trình. Đấy, cả lớp nhìn thấy thầy làm từng bước như thế. Và tí nữa là chúng ta phải áp dụng vào. Ta cho xuống dưới. Công văn giải trình. Ở đây người ta chữ không chân thì mình chọn không chân. Đấy, ở đây phông này bị lỗi. Chúng ta có thể sử dụng là phông đây. Nhá, cái đây không được. Công văn giải trình đúng như này, chữ này. Thì thôi được chữ này. Nào bây giờ thầy dạy các em này. Bôi đen tất cả công văn giải trình. Nhấn 3 phím Shift Control và phím lớn hơn. Phím lớn hơn nha, không phải mũi tên đâu nhá. Ta tăng lên thì nó tăng kích thước. Ta giảm phím nhỏ hơn, tức là cái dấu lớn hơn và nhỏ hơn trong toán học ấy. Đấy. Cả lớp chú ý nhá. Được chưa? Alo cả lớp. Rồi ạ. Rồi nhá. Rồi. Thế bây giờ ta xuống dòng. Xuống dòng lúc này thì các em đưa về bên trái. Đưa về bên trái. Bây giờ ta sẽ định dạng cho cái phần này. Là đến đây. Rồi. Chúng ta đến đây. Đó, thầy cho đến chỗ này. Sau đó các em ấn tab ra đây. Các em mở ngoặc V. V. Đấy. Rồi các em thấy hai con này, các em lại đưa vào đây. Các em tab. Các em chọn xét. Ở đâu? Con đầu tiên chúng ta để không. Xét. Con thứ hai chúng ta để rồi, sau đó các em đóng ngoặc lại. Các em có thể kéo cái này dịch ra đây. Ok chưa cả lớp nhá. Rồi chúng ta lại kính gửi chi cục thuế. Kính gửi chi cục thuế. Thế thì từ chỗ kính
từ trụ kính các em xóa hết tác của cái dòng trên đi, em tóm này em thả xuống. Đấy, bây giờ chúng ta đến chỗ này là kính gửi, được chưa? Chỗ này là kính gửi thì chúng ta chọn từ số 4, tab vào đây. Chúng ta chọn tab trái cũng được nhé. Ta đặt con này là ta chọn tab phải. Tab phải, tab trái cũng được. Tab trái đi. Đấy, chúng ta từ chỗ này đặt từ số 4. Được chưa? Rồi bây giờ các em đặt tiếp đến chi cục thuế, đến chỗ thẳng với ngày. Vậy chúng ta cho một con tab chỗ này. Đó. Sau đó thì các em vào đây các em đặt cho thầy. Từ cái tab thứ hai chúng ta đặt set, ok. Tab đầu nó không có chấm, chúng ta ghi kính gửi. Đấy, đặt tab trái thì nó giữ nguyên cái kính, nó không lùi lại nữa. Hai chấm chi cục thuế. Đó. Mà chúng ta muốn nó dài ra, chúng ta lại kéo con này thôi. Thế thì đấy, tức là chúng ta trình bày theo mẫu nha, chứ không phải thầy nghĩ ra nhá. Tất cả chúng ta là gọi là mẫu. Rồi, xuống dòng thì chúng ta sẽ đánh là tên doanh nghiệp. À, và tất cả những cái này thì các em cho font chữ về 14, hoặc là các em cho nó nhỏ hơn một chút, các em cho nó nhỏ xuống là 13. Rồi bây giờ mình sẽ làm tất cả những phần này là mình sẽ sử dụng là tab nó dài đến gần bên chỗ 5. Và bây giờ thầy thêm một con chỗ này. Đó. Nha, thêm một con chỗ này. Và tất cả ở đây chúng nó chỉ có một tab thôi. Các em nhìn thấy nó đều giống nhau. À, thầy chọn chỗ này, thầy xóa đi chỗ này. Một này. Ở đây là của dòng trên, dòng dưới. Thì thầy xóa con này đi. Xóa con này đi. Đó. Rồi các bạn nhìn thấy nha, ở dòng nào chúng ta đang chỉnh dòng nào thì chúng ta phải đặt chuột ở dòng đấy. Bây giờ thầy mới vào đây, thầy đặt cho cái con này thôi. Tên doanh nghiệp 2 chấm tab đã đến đây. Được chưa? Rồi đến người đại diện. Có mỗi cái thằng người đại diện và chức vụ thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lại phải làm cho cái có một cái ông chức vụ ở đây. Vậy thì thầy phải đặt mất một cái con ở chỗ này. Đặt một con ở chỗ cuối đây. Con chỗ này. Thế thì hai cái con này nó sẽ phải đặt tab hết. Một cái set, hai cái set, ok. Đó. Người đại diện theo pháp luật, được chưa? Xong rồi chúng ta tab đến đây, chức vụ. Tab đến đây, xuống dòng, địa chỉ trụ sở chính thì chúng ta phải xóa một con đi. Chúng ta ghi là địa chỉ trụ sở chính. Tab đến đây, xuống dòng. Và các em chú ý,
những dòng này nó hơi thương. Đấy, thì chúng ta có thể format nó xuống là một, tí nữa ta format xong ta sẽ để vì enter xuống, ta có thể để chỗ này là 6pt. Đó. Rồi hai cái này các em đặt dấu gạch đầu dòng đầu tiên nhá. Thì chúng ta phải chọn vào cái nút này. Đấy, chúng ta chọn cho thầy cái dấu gạch. Tí nữa ta thay dấu gạch sau. Thế nào? Đó. Tí nữa chúng ta thay. Nhưng mà trong này người ta gạch bằng tay. Chắc chắn trong này là gạch bằng tay chứ không gạch giống thầy. Đấy. Thì chúng ta thử xem là chúng ta sẽ sử dụng là định nghĩa bullet. Rồi bây giờ thầy chọn con nhé. Thầy cho dấu chấm lúc này bằng dấu gạch. Cho vào đây. Đấy, tức là thầy chọn cái symbol này bằng dấu gạch. Đấy, thì đây là cái chúng ta làm. Còn họ là sử dụng bằng tay. Sử dụng bằng tay thì các em chỉ cần gạch trên bàn phím là được. Cả lớp hiểu ý thầy không? Alo? Có ạ. Nhá, đây là thầy định nghĩa cho đẹp thôi. Rồi thì các em cứ theo định nghĩa cũng được. Xuống dòng này, điện thoại. Đó, điện thoại. Thầy chỉ dạy một bài này là các em làm được hết. Rồi pháp luật 2 chấm đây, ta cho 2 chấm. Ta cho 2 chấm. Đó. Rồi phát là nó đến chỗ này. Nhá. Thì chúng ta để cho nó một con tab chỗ này. À không, xuống dòng dưới chúng ta để con tab chỗ này. Đó. Sau đó các em vào đây, các em điều chỉnh cho thầy điện thoại set. Ok, còn cái này set rồi. Rồi chúng ta tab một cái bên đây, chúng ta ghi phát. Đó. Cả lớp thấy ngon chưa? Rồi mã số thuế. Hai chấm tách một cái. À, lúc này ở dưới này thì chúng ta muốn phẳng ta xóa đi. Ở bên đây. Đấy. Rồi tiếp tục này. Ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh có thì không? Không có đúng không? Rồi xuống dòng. Ngành nghề. Đấy, hai chấm tách một cái thì nó bằng thẳng nhau, không giống như văn bản của họ là cái dài cái thuộc hò cái thụt, đúng không? Rồi đến đây là nội dung giải trình là không còn dấu gạch nữa. Các bạn nhớ cho thầy là nội dung giải trình được chưa? Đến chỗ này rồi các em bỏ cái bullet đi cho thầy bằng cách nhấp vào đây, các em chọn không. Đấy nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ có tab cho đến đây, xuống dòng nữa tab một cái đến đây, cho ba dòng đến một đến đây. Thế là chúng ta đã trình bày đến cái chỗ này. Rồi bây giờ xuống dòng tiếp này. Nay công ty chúng tôi làm công văn này phải gửi chi cục thuế, gửi tới
chi cục thuế. Tác giả để giải trình về việc tác một cái nhá. Rồi đến cái phần cuối cùng không còn nữa thì chúng ta xóa tác về đi. Đó, cái dòng này là dòng không cần tác nữa, không cần chấm nữa thì chúng ta thôi. Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng. Trên là đúng. Và xin cái bàn phím của nhà thầy nó bị lỗi, nó bị mờ hết cả chữ rồi. Và phím nó cứng, cho nên là thầy nhiều lúc là thầy theo cảm giác tay thôi, cho nên là gõ nó không được nhanh. Là đúng. Và xin hoàn toàn mà chịu trách nhiệm trước pháp luật xin trân trọng kính chào. Mình làm theo đúng mẫu thôi nhá. Đây là thầy không phải là thầy nghĩ ra mà chúng ta xem một mẫu trên mạng để chúng ta làm. Xin trân trọng kính chào. Rồi, thế bây giờ lại phần dưới nơi nhận đại diện doanh nghiệp thì các em lại insert cho thầy một cái bảng mà có hai cột để chúng ta phân cách nơi nhận. Đó, như trên chúng ta có thể sử dụng và chúng ta lưu. Rồi bên này các em ghi cho thầy đại diện chúng ta có thể gõ xong và chúng ta sử dụng điện thoại cũng được, hoặc chúng ta giữ shift chúng ta gõ đại diện doanh nghiệp. Giám đốc. Đó. Thì đây là chúng ta vừa chọn nào văn bản mình sẽ, bây giờ chúng ta sẽ format nó cho nó đúng. Chúng ta cho vào giữa cho thầy. Đó. Rồi các em có thể kéo nó sang, thôi cứ để này cũng được. Ờ, còn chỗ này nó hơi thưa thì các em có thể cho nó nhỏ lại. Với cái này chúng ta cho nhỏ 5 sau đó các em cho vào biểu tượng này, các em nhấp là no order. Thế thì các em vừa xem thầy vừa trình bày một cái mẫu văn bản như trên. Alo cả lớp. Cả lớp hiểu chưa? Hiểu rồi ạ. Hiểu rồi ạ. Hiểu nhá. Thì bây giờ cả lớp làm cho thầy được không? Các em có thể dịch cái này đến phần này. Cái này là đây chúng ta kéo cái nút này về đây một tí. Kéo nút này về đây một tí. Cho đẹp hơn. Rồi
và kéo đây, sát vào đây, kéo này vào đây. Thì đây là chúng ta sử dụng cái tự động. Đã xong. Alo, cả lớp hiểu ý thầy chưa? Nha, thầy vừa dạy trình bày xong một cái văn bản và trong đó kết hợp các tác. Alo cả lớp, thời gian còn lại các em trình bày cho thầy cái văn bản này như thầy đã làm. Nào cả lớp nghe lời chưa? Trả lời đồng thanh nào. Được ạ. Rồi ạ. Mỗi bạn hai bạn, mới có hai bạn. Rồi ạ. Rồi ạ. Dạ rồi ạ. Đâu rồi, rồi em xem hết tất cả cho nào, kiểm đến hết chưa? Các em thấy thầy dạy có dễ hiểu không? Dễ hiểu nhưng mà nhiều cái cùng một lúc thì nó khó nhớ. Ừ, đúng rồi, thầy ghi vào video rồi, xong rồi các em nhập lập cho thầy cái Zalo nhá. Số điện thoại của thầy cả lớp ghi vào cho thầy. Đây thầy nhắn ở trên hộp chat nhá. 0984 060405. Đấy, cả lớp ghi vào cho thầy để add Zalo với thầy. Cho thầy vào nhóm của các em nhé. Cho thầy vào cái nhóm với các em. Này chúng ta cho đậm lên độc lập tự do hạnh phúc, các em cho đậm lên. You are now muted. Thank you.
Thank you.
You are now unmuted. Trình bày xong cho các em. Rồi ạ. Xong hết cả cái này rồi ạ. Bạn Bùi Ngọc Anh làm tốt ghê nhờ. Các bạn khác xong hết chưa em ơi? Chưa ạ. Rồi cho em cứ làm đi. Đấy, thi chúng ta nắm chắc được cái này là chúng ta đã thi được qua phần 1 rồi. You are now muted.
Đâu, cả lớp xong chưa các em ơi? You are now unmuted. Cả lớp xong chưa? Xong rồi à? Alo cả lớp. Rồi các bạn làm cho thầy bài này để lấy điểm rồi lập Zalo gửi cho thầy nhá. Bài này có thể để lấy điểm à? Không, bài đây, bài đây. Để thầy lấy cái mẫu cho các em. Đây cả lớp chụp ảnh cho thầy cái này nhá, cái ảnh này thì các em để trống cho thầy. Đây là một cái tờ giấy chụp ở trên mẫu. Đó. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thì các em đổi thành Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội. Alo cả lớp chú ý chưa? Có nhìn thấy mẫu thầy cho không? Quá có. Rồi trong đó có những chủ đề sử dụng tab nhá. Rồi tất cả các em làm cho thầy. Làm đến hết buổi thì alo. Alo ạ. Alo. 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 Đúng ạ. À không 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 em. Rồi anh đang dạy học. Tốt nha lúc nào. Rồi anh thấy. Quảng cáo linh ta linh tinh. Biết thế. You are now muted. Alo. Bạn nào bảo gì thầy nhỉ? You are now unmuted. Alo, bạn nào vừa bảo thầy gì đấy? Có bạn nào thắc mắc gì không?
You are now muted.